Xin chào tất cả mọi người. Muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, và muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Và hôm nay chúng tôi cùng với tất cả anh em thành viên của Vinmoc và cộng với đội Catching Club, cùng với toàn thể gia đình của chúng tôi lên chinh phục nóc nhà Đông Dương anh chị ạ. Đây là một điều hết sức thú vị, bởi vì cái hành trình này là hành trình tận hưởng. Chúng tôi đã đi qua rất là nhiều những cái ngọn núi, ngọn đồi khác nhau, với tổng cái quãng đường hơn 12 km đường rừng bằng đôi chân tuyệt vời của mình từ 4 giờ sáng, và bây giờ chúng tôi đang ở trên đỉnh đây. Đây là một trong những cái đỉnh linh thiêng hội tụ giao hòa đất trời, rất là tuyệt vời phải không anh chị? Đấy, xung quanh chúng tôi đây, đấy, rất là tuyệt vời. Những người cộng sự, những người đồng đội đang tận hưởng, đang chụp ảnh, đang selfie, đấy, hay chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy được sau lưng kia là đây, đấy, chủ tịch Hoàng, đấy, đây tất cả anh chị em ở phía dưới này đây, đấy. Yeah, lên đi. Đây, yeah. Đây. Yeah. Hay chưa? Đấy, toàn team Vinmoc cộng vệ gia đình. Đấy, hay chưa? Đấy. Các bạn nhìn nhá, trên này có đỉnh rất là cao. Nhiệt độ hôm nay ở trên này mặc dù là nắng đấy, nhưng mà nhiệt độ đang âm 2 độ C. Đây là một nhiệt độ vô cùng thú vị. À. Doanh nghiệp của bạn thì hoàn toàn bạn có thể thuê ai đó điều hành. Công việc kinh doanh, công việc đầu tư của bạn hoàn toàn bạn có thể thuê ai đó để điều hành cho, giúp cho bạn. Nhưng trải nghiệm trong cuộc đời thì không có thể thuê được ai hết, mà phải chinh phục bằng chính đôi chân của mình với những cái trải nghiệm, với những hành trình vô cùng tuyệt vời. Đây là điều vô cùng thú vị, được trải nghiệm cùng với những người đồng đội, được trải nghiệm với người vợ tuyệt vời. Đấy, tuyệt vời không? Anh em xin lỗi rồi, sao đâu? Thằng tuyệt vời đấy. Được trải nghiệm với những cộng sự tuyệt vời. Yeah. 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 Đấy, hay chưa? Và được trải nghiệm cú đôi chích chòe kia tuyệt vời. Đấy, đôi cá cảnh rất năng lượng. Chạy bộ từ chân núi lên rất năng lượng, rất là thú vị. Đâu rồi, Mốc đâu rồi? À, còn đôi này nữa. À, đôi này đi từ Sài Gòn ra này. Đấy. Đấy, từ Sài Gòn ra, tuyệt vời chưa? Chào 500 anh em, 500 chủ doanh nghiệp. Rồi, rất tuyệt vời luôn. 500 nhà đầu tư. Rất là tuyệt vời, đấy. Rất thú vị luôn, ở trên này lại còn có cả một cây thông bằng những cái quả gì đây? Quả ớt này, rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, cái này là cái điểm mới này, lần trước tôi lên không có đấy. Lần này lên mới có. Đấy anh chị ạ, đấy. Ô, họ lại đang làm thêm một cái đỉnh bên kia nữa kìa. Một cái cột rất là cao, chắc là kim thu lôi. Đấy, rất là cao bên kia. À, và bây ngay tôi đây là gì? Là thanh niên đẹp trai. Yeah. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trên những đỉnh cao của sự thành công, đỉnh cao của danh vọng và đỉnh cao của những điều tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.